Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sản phẩm bộ ổ cắm điều khiển Wi-Fi Portlink. Một sản phẩm nhỏ gọn giúp cho việc điều khiển thiết bị trở nên dễ dàng qua nút nhấn hoặc qua Wi-Fi trong gia đình. Một vài thông số của nhà sản xuất: ổ cắm 3 chân để cấp nguồn cho sản phẩm, nguồn vào 220-250 VAC, công suất lên đến 2500W, yên tâm không có quá tải. Các thiết bị được điều khiển có thể được cắm ngay mặt trên của sản phẩm. Mình sẽ bật điện và chạy thử sản phẩm. Để hoạt động, chúng ta cần cài ứng dụng trên điện thoại eControl. Đây là giao diện của ứng dụng eControl. Các bạn bấm vào dấu cộng, chọn Add Device. Tại đây, nhập chính xác tên Wi-Fi và mật khẩu của gia đình mình. Sau đó, chọn Configure để kết nối. Chờ vòng tròn xanh chạy xong là sẽ kết nối được. Ở đây mình đã kết nối xong. Chúng ta sẽ có giao diện tiếp theo như sau. 3 vòng tròn xanh ứng với 3 ổ cắm đang được kết nối. Tương tự, nếu bạn dùng nhiều ổ cắm thì sẽ có nhiều vòng tròn xanh để điều khiển. Bấm vào từng vòng tròn để điều khiển cho mỗi ổ cắm riêng. Việc sử dụng nút nhấn cũng sẽ được thông báo về ứng dụng trên điện thoại. Với mỗi ổ cắm sẽ có thêm các chức năng như hẹn ngày giờ bật tắt, lặp lại thao tác. Ở đây mình sẽ thử cài tắt sau 5 giây. Một chức năng nữa rất hay của sản phẩm. Giả sử mình có một phòng khách với 3 thiết bị, một bóng đèn, một quạt, một TV, mình sẽ cài trên ứng dụng để khi bấm nút, chúng ta có thể bật được cả 3 thiết bị. Cùng chạy thử xem nào. Các thiết bị khi được bật cũng sẽ truyền về giao diện trên app. Các bạn thấy sản phẩm như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên chia sẻ đến mọi người xung quanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.